Bây giờ mình đóng hàng cho bạn Hoàng Nguyên lên ở Trần Phú, thành phố Nha Trang. Đây, lỗi mua vàng. Đây là hàng sử dụng rồi thôi, hàng sử dụng rồi. Nhưng mà là hàng chính hãng theo xe thôi, mỗi chiếc xe chỉ có một con thôi. Yamaha Thái Lan, tải trọng 2 tấn. Cái này là chỉ có con nội thôi, chưa bao gồm cái tay quay ha. Đây là hàng chính hãng, đây là hàng theo xe nha, mỗi chiếc chỉ có một con chứ không phải là đội Trung Quốc nha mấy bạn. Các bạn nên hiểu giống như vậy, còn Trung Quốc thì mình không bàn đến. Đây là hàng theo xe. Cái này thì không bao giờ hư ha. Cái loại này là xài hoài, không bao giờ hư. Nó xài cơ mà nó bền lắm. Nó không phải giống như là mấy con đội thủy lực, như bạn xài thời gian là bạn phải bảo dưỡng nó. Thì tuy là mấy con đội thủy lực đó thì nó kích lên nó nhẹ hơn cái loại này. Nhưng mà cái loại này thì nó có thể xài hoài không bao giờ hư. Tại nó xài cơ mà nó đâu có giờ bền hư. Có điều là nó quay có thể là nó nặng hơn những cái loại là con đội thủy lực khác thôi. Đó phải cốt men anh. Cốt men. Mệt quá, một người la được rồi, hai ba người la, hai ba cái loa nó la lên, hết đầu. Còn trong đây mình la nó chưa được. Nó vậy rồi nó còn lụng, nó không nghe được. Rồi giờ đóng hàng cho bạn luôn nha. TB901. Thấy cái đó không? Cái đó. TB901. Để đi. Đúng rồi, 901. Cố vậy thôi chứ đó. Không ai đâu, phải cái này là tôi đặt. Mó tài giúp này còn không nè, dao đủ vô đó chưa, bao nhiêu cái tủ vô bao nhiêu, không chưa đủ hết. Mó tài với cùng băng keo rồi, bỏ tóc rồi, nó nói 12 giờ rồi, kêu luôn rồi tao lẹ rồi, tao làm luôn rồi, tụi mày đã bỏ vô rồi, tao kêu luôn rồi, bỏ rồi mày cay, bỏ một thùng đủ rồi đúng. Yeah.
không thể nào đẹp hơn.